gì đã xảy ra vậy hả anh? Đó là vào một đêm mùa đông 5 năm trước. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Tới nóc luôn, ra quán khác đi nào. Xin lỗi, cậu có sao không? Nhầm nhỏ gì, bây giờ bất cứ thế lực nào tôi cũng cốc sợ, huống gì là một cái đụng gái. Bất cứ thế lực nào cũng không sợ hả? Để kiểm chứng, bọn tôi đã thử tự sát bằng rất nhiều cách nhưng không thành. Đạn dòng hả? Đạn này có phải sản xuất ở hành tinh này không vậy trời? Wow, đá dòng mà còn đi hình số 8 nữa hả? Đạn điếc kiểu gì mà như đi thi lấy bằng lái xe vậy? Tại sao uống thuốc chuột 2 tiếng rồi mà không có gì xảy ra hết trơn vậy? Thuốc chuột hết hạn sử dụng rồi anh ơi. Thế thì bố nhảy lâu cho biết mạch. Nhất định lần này phải chết để có lương mà mua hòm. Cũng méo chết được. Thậm chí tôi đã nói vợ tôi chia tay tôi để tôi buồn quá mà chết. Nhưng gia đình tôi quá hạnh phúc, tôi không có lý do gì để chết. Còn em FA hơn 20 năm nay chưa có gió thì lấy ai để mà đau khổ khi thất tình đây? 5 năm rồi không có lấy một đồng lương dành tôi, phải đi làm cứu hộ để lấy cơm ăn hàng ngày. Bố mà nhớ ra ông già đó là ai thì chết với bố. Nhưng mà phải có cách nào đó để cứu vãn chứ đúng không? Làm gì còn cách nào chống lại lời quyền nữa? Sao không đi làm nghề nào mà không trả lương đó? Làm chủ chẳng hạn. Minh Sa mà. Anh giỏi quá à, vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Không, cái đó anh kết chúa rồi đó, thông minh vãi. Không ngờ luôn nha, giờ mới biết được là ông thông minh dễ sợ. Anh Minh giỏi quá, bộ ảnh không có điểm yếu nào hả chị? Có chứ, nằm dưới. Ok được lắm. Mày chính là Trần Nguyễn Chi An có đúng không? Không, tôi nè, tôi mới là Chi An nè. Gì? Nhỏ mặt ngố nè hả? Không ngờ cái mặt ngố như vậy mà là người mạnh nhất dòng họ mình. Khiếm khuyết là sao? Người ta có gì mà tôi không có đâu. Não chịu em đây. Tao tên Vũ Quỳnh Anh, chị họ của mày. Hôm nay tao sẽ đánh bại mày. Quyết đấu đi em. Chị mà kêu mày tao. Ủa mà đứng cái thế gì ngộ đời hả? Chị phải giữ tư thế và vẽ mặt này trong vòng 5 phút rồi mới nguyền rủa người khác được. Tụi bay chịu khó chờ chút nha. Sắp xong rồi. 3, 2, 1. Chị nguyên rủa. Nguyên rủa chị phải giữ khuôn mặt và tư thế này suốt 3 năm thì mới được nguyên rủa người khác. Vừa xảy ra cái gì vậy? Tao thua rồi sao? Không thể tin nổi. Vậy là từ giờ coi như tao không thể nguyên rủa ai được nữa rồi. Vậy là hết. Tao đã thua mày. Tao đã đánh mất vị trí số 1 trong dòng họ. Không có địa vị, không có danh phận. Ai sẽ lấy tao làm vợ đây? Kìa chị, chị vẫn có thể có một câu chuyện tình như cổ tích mà. Thật vậy sao? Tôi nguyền rủa chị mang gương mặt như quái vật cho tới khi có ai đó thực sự yêu chị thì lời nguyền mới bị phá giải. Khoan đợi cháu, đừng tự tử mà cháu. Nè, chắc chắn sẽ có người yêu chị mà. Thời này chuyện cổ tích vẫn hay xảy ra mà. Đúng đó chị. Mọi người nói thật à? Mày, sao bà làm vậy? Có yêu quái. Nó còn bám dính dính đá kìa. Đỡ có hổ đâu. Cứ để đến cho chúng tôi. Chúng ta đã cứu thế giới khỏi yêu quái rồi. Bạn vô lưu tâm. Nó vẫn chưa rơi. Để tôi chọc cô chó. Bà đi thôi đi. Kéo chị lên đi. Chị sẽ cho mấy đứa biết một bí mật. Chìa khóa để giải lời nguyền là con eo đó. Vậy là tự tôi có thể giải lời nguyền cho tôi luôn hả? Không có cửa đâu. Mày xui nhất dòng họ mà. Có 40 năm thôi, tôi chờ được mà. Đừng chạm vào nỗi đau nó nữa Vi ơi. Chào các bạn, đây là Chi An, bạn thân của tôi. Ê Minh, tôi đang thích Phúc quá. Giờ làm sao để ổng thích tôi đây? Bà là con gái mà mặc quần sao nó thích được. Bà mặc váy đi. Ha. Khuyết điểm duy nhất của nó là không biết dùng não. Ê, đẹp không? Chào các bạn, tôi tên Lưu Dương Minh, 14 tuổi. Tuy tôi đã có nhiều bạn hơn, nhưng bạn thân thì vẫn chỉ có một. Đó là con nhỏ này. Vấn đề của nó là... Ê, cái đó sai rồi. Cô ơi, đề bài này cô cho sai rồi. Là chưa bao giờ biết cách dùng não.
Chào các bạn độc giả, tôi là Lưu Dương Minh, 17 tuổi. Từ nhỏ tới giờ tôi đã phải chịu đựng con ăn não lợn quá nhiều. Bị nó nguyền rủa, bị nó lôi vào mấy chuyện vớ vẩn, bị nó phá hoại tình duyên. Vì nó mà tôi đánh người tôi thích, cũng vì nó mà tôi suýt chết bao nhiêu lần. Năm nay là năm 2016, tôi tuyên bố sẽ không chơi với con ăn não lợn nữa. Tôi nói xong rồi, chào các bạn độc giả, chúc các bạn năm mới an lành.